tràng lớn để chào đón bé Thiện Nhân. Lời đầu tiên con xin gửi lời chào tới các cô các chú và các anh chị ngày hôm nay, và con xin chúc các cô các chú nhân ngày thật là thành công, và cô chúc thật là nhiều sức khỏe. Và sau đây con xin gửi tặng tới các cô chú và các anh chị bài hát Xúc Xà Và Xúc Kim. Rất nhiều các cô chú cũng nói là hát hay quá, nên nó còn nổi da gà luôn. Còn riêng cô thì cô
đều yêu thích nó. Và con muốn rằng là mình sẽ được đứng trên sân khấu của quê hương mình thật là nhiều để phục vụ các cô chú và các anh chị đang ngồi ở đây. Thế thì các cô chú và các bạn phải cảm ơn con rất là nhiều vì cái thành ý như vậy. Nhân này có biết là năm nay con đã là học sinh lên lớp 8 rồi đúng không? Dạ. Rồi cái cuộc sống của con sau khi mà con đạt giải và cho đến bây giờ thì của một ca sĩ nổi tiếng ấy, nó có gì khác nhiều không con? Dạ thưa con là dạ có thì cuộc sống của con thì cũng không có gì thay đổi, nhưng mà có rất là nhiều các cô chú các anh chị sau khi mà con thi xong cuộc thi thì tới ủng hộ và chúc mừng con rất là nhiều, và con cảm thấy rất là vui và con muốn cảm ơn tới những tình cảm của các cô các chú đã dành cho con trong suốt thời gian qua và đã yêu thương con, luôn theo dõi từng bước chân của con. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi nãy giờ thì nghe chị Thủy ở đây đã ra phỏng vấn với nhau rồi, nhưng mà anh ở trong kia thì trốn luôn không có ra để giờ đi đâu khác luôn, nhưng mà anh ngờ nghe chị Thủy hỏi thì phải chạy ra đi hỏi em một câu rồi sau đó lại tiếp tục chạy hết đi. Thì anh muốn hỏi một câu, nếu như quý vị nào còn nhớ thì chắc chắn quý vị đều biết trong đêm chung kết cái thị nhân đã chọn bài cực kỳ khó và cực kỳ gọi là kinh khủng. Quý vị còn nhớ bài đó là bài gì không ạ? Dạ vâng, ca khúc Tua Đua Thường Ngàn. Và nghĩ lâu rồi nhưng mà không có cơ hội nào để hỏi hết. Thì bây giờ anh được hỏi, xin hỏi Ngân như thế này, là với một cái ca khúc khó ơi là khó như vậy, mà không biết tại sao lại em lại chọn ca khúc này để trình diễn. Và khi mà để trình diễn hay như vậy thì trước đó mình có phải chuẩn bị công phu và chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào không? Dạ thưa anh là sau khi mà em được tu với lại Lê như bạn đó thì em cảm thấy rất là bất ngờ, rất là lo sợ. Lúc đó thì cảm giác của em biết là sao rồi, em thấy bài hát xong rồi thì em cứ đơ ra không biết nói gì luôn. Sau hồi sau thì cứ quay ở lại cô Ly nói cho em hiểu và cái bài hát nó có ý nghĩa là gì và ra sao, thì lúc đó thì em mới bắt đầu gọi là có cảm xúc một chút xíu về bài hát. Và sau đó em tập nên là em mới hát được bài Tua Đua Thường Ngàn. Và điều đó có ý nghĩa là khi chúng ta muốn hát hay một bài hát nào thì chúng ta phải hiểu về nó đúng không? Và ca khúc này khó ở chỗ là đó là một thể loại hầu đồng, một loại loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian tín ngưỡng rất là khó. Và chúng ta cũng thấy khi mà bé Thiện Nhân hát thì lắc lư cái người rồi giống như là như say như mơ như tỉnh, và tôi nghĩ là chắc là các bạn cũng đã nhận ra rất là những cái nét mà rất là khó để có thể truyền tải được.